Thế mà về được một số mã đẩy cho các bác đi. Đây em sẽ test lần lượt, trong này có 3 mã đẩy. Một là Rickson 3502. Con này các bác đánh bát 30 thoải mái này. Nói chung là bát 30, bát 25. Đây em đang test, em đánh hẳn con bát 40 cho các bác nhé. Test trực tiếp điện thoại cắm vào đẩy luôn. Trực tiếp điện thoại cắm đẩy, không có vang gì cả. Qua vang thì nó xử lý sẽ hay hơn. Nhưng em cắm thẳng tiếp. Con này giá 2,9 triệu. Với cái model 3502 này 2,9 triệu. Được chưa? Con Crown này. Dòng Crown thì đẩy thương hiệu Mỹ rồi, không nói rồi. Crown 602 giá 5,6 triệu. Còn đây 3502 thì vẫn 2,9 triệu, 2,9 triệu không nói rồi. Có một model cao hơn, đó là TA 5002 3,9 triệu. Đấy, trong này có 3 mức 4 mức giá. Đối với lại dòng 3502 này thì là 2,9 triệu một chiếc, một cái đẩy này. Còn vòng 5002 đầu năm nhé, 3,9 triệu. Và dưới cùng. Đây, dưới cùng đó là con Poe HF900 4,8 triệu. Con này, con khủng dưới cùng này, 4,8 triệu. Ghi luôn giá đây cho nó dễ, không biết quên đấy nhá. 48 đây. 4,8 triệu cho các bác, được chưa? Đấy. Em đã đọc model cho các bác nhé. HF900. Đấy. Con này không. Sau đây em sẽ test từng chiếc, từng con cho các bác này, test từng con cho các bác nhé. Con này xong đến là con này. Xong đến một cái model 502. Và cuối cùng con này. Test qua đây, em đang test con rẻ nhất cho các bác này, con này nhá. Lấy trực tiếp điện thoại luôn này. Đôi này có mức giá là 9,9 triệu ạ. Con này bao cho các bác vừa hát hay vừa nghe hay tại gia đình luôn, vừa nghe vừa hát hay luôn. Được chưa? Bát Hitson 40. Con này 9,9 triệu đôi này. Đánh ngoài trời cho các bác luôn này. Này. Chuyển đầu ấy. Rồi đỡ lâu. Đấy, chuyển xuống con 602 dưới cho. Rút rắc kích dây loa xuống thôi. Đấy là vừa đây em giới thiệu cho các bác là con Rickon này. Eric CA 3502. Con này đấy, em đang đánh đôi này nha các bác nhé. Bát xuất xuất 40 luôn. Con này có mức giá là 2,9 triệu một chiếc, 2,9 triệu một chiếc, được chưa? Đây là những cái mặt này là nó đang bọc tà bọc nỉ để nó khi nó hút gió vào nó lọc lại bộ bụi bẩn cho nó khỏi vào trong khoang đấy. Đấy đứa con này. Này, xong xuống đến con 602. Con 602 phía dưới. Con 602 này thì báo cáo bác là dòng này thì bác dùng cho đánh loa bầu rất là thích nhé. Loa bầu. Còn âm ly thì này dòng 602 là Crown này, nó thương hiệu của Mỹ rồi, không nói rồi. Đấy, thương hiệu Mỹ. Con này có mức giá là 5,6 triệu, dòng này khác. Còn con 2,9 triệu này giống như con em vừa test rồi, con này có 3 con đấy thôi, 3 con 2,9 triệu thôi. Lô này không có nhiều. Em test tiếp tục xong sang đến con Crown thì sẽ xuống cái con 502. 502 này. 502 này nữa. Và cuối cùng là con này cho các bác. Đã test qua cho các bác là chạy trên đôi loa này nhé. Đôi loa này đã có clip khui hàng cho các bác rồi.
Bác nào mà thích nghe nhạc hoặc là hát karaoke, nói chung là đã tai, trong gia đình thì bắt buộc phải lấy những đôi này mới chịu được. Bởi vì là nhiều lúc là cứ rượu vào mới hát ấy. Rượu vào hát mà không không có những đôi loa này thì nó không thể chịu nổi. Được các bác. Phải những đôi này mới chịu được. À, để em xuống nhá, chuyển được chưa? Rồi, đây sang đến crowd này. Rồi nhá. Em cho các bác thử luôn. Đấy, đấy. Đấy là con crowd 6002 cũng đánh con bát 40 luôn. Ok chưa? Ok. Ok chưa? 602. Bây giờ em xuống con này. Con này nhé. Đấy. Con 502 đấy. 39. Em chuyển xuống con đấy cho các bác. Con này là 502, công suất nó cao hơn. Nhé, con này các bác đánh bát 30 thì thoải mái. Bát 30, 40 thoải mái. Nó tùy từng dòng loa. Đấy. Những đôi này thì đáp ứng cả nghe và hát gia đình thì đánh rất là ấm. Gãy chân. À, con gãy chân đằng sau à? Gãy chân sau thì mình thay chân. Đây đi. Gãy cái chân gài ấy đây gì? Cái chân dài mình phải hàn thôi. Đấy. Cái này thì đơn giản thôi. Em cắm một dây vào đấy, giữ tạm thôi để thử công suất cho các bác đây. Nhá, con này cái chân đằng sau nó bị gãy bắt buộc phải hàn cái đầu dưới đấu dây loa ra cho các bác. Nó gãy nó nặng, nó gãy cái chuyện đấy nhá. Cắm điện vào cho anh thử từng loa một thôi, không cần nhiều. Một chút bác thôi mà. Xin chào các anh. Ừ, anh thử nó cái này nhá. Cắm điện chưa? Em cắm điện thử từng loa một thôi, không cần thử nhiều. Một chút bác. Con này nhá. Vừa đây. Thử nhá. Thử một với một. Với một cho các bác. Này. Này. Đấy, thấy chưa? Con này nó mạnh hơn rõ luôn nhé, một loa đấy. Một loa đấy. Ok em, sang con khác đi, sang vế khác. Đấy, nó mạnh hơn hẳn, công suất nó khác hơn. Đánh có một loa nó đã khác rồi. Có thấy không? Đấy, vì vậy là giá nó 399. Nhé, con này nè. Đấy. Bát nó khác hẳn luôn các bác nhé. Bát nó chắc hẳn luôn, ok. Xuống con dưới cùng em ơi. Đấy cùng đấy à, cái cọc loa thế thì đơn giản thôi, cái cọc đấy thì không nói rồi, cọc đấy thì đấy. Còn là xuống dưới cùng con HF900 dưới cùng, con dưới cùng này có mức giá là 4,8 triệu. Có cái đêm đấy này. Chắc là ngày này không đóng được mấy đâu đấy, thôi anh trong nhà ngày chim xem này chị. Đấy, con này xuống con 4,8 triệu này đây. Con này thì nó hai khoang hai bên này là hốc hút gió, quạt nó hút gió vào, nó rót hút gió vào, nó thổi đằng sau. Đấy, để làm mát cho hai bên công suất hai bên. Còn đây hai cái volume này là hai volume tăng cho hai vế. Cắm điện cho em. Các bác cứ đợi tí từ từ đấy. Còn đây, cái thân vỏ thì con này nó dày lắm, nó dày to, khủng, rất là khủng. Đấy. Nên test từng mã được bác. Đấy, được chưa? Đây. Dòng này các bác đừng có mặc cả giá nữa. Giá như thế thì không có chỗ nào được hơn nữa đâu. Chịu. Đấy các bác nhé, con này 4,8 triệu này. À, với model đầu 3, 3502, đầu 3 là 2,9 triệu, còn đầu 5 là 3,9 triệu, chứ như 1 triệu được chưa? Cứ mà mở nha, cứ như một thôi, từ từ nó chập, cứ bình tĩnh. Chập công suất cái đi mệt lắm, không vội vàng được. Làm cái này. Riêng cái món này không ào ào được. À, nó chập cái thôi, mất ghế, mệt lắm. Đấy. Này bắt đầu em test nốt con này nữa là xong. Tất cả đều đánh trên đôi loa bát 40 này. Con này 37 thôi, chưa được 40. Bật đấy ạ. Đấy. Đây, các bạn thấy chưa?
đối với con này thì chỉ cần nhích có một tí thôi, nó không cần nhích lên đến tận 2-3 giờ như con này chỉ cần nhích 9 giờ này, 10 giờ thế này rồi. Đấy. Mới nhích lên đến 10 giờ thôi. Chứ không như những con này là lúc nào cũng phải lên tận 2-3 giờ đây. Còn này 10 giờ nó đã căng ngay rồi. Đấy, 10 giờ, 11 giờ. Test cho quý vị 4 mã đẩy, mức giá đã báo hết rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ em. Cảm ơn.